Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu cái ứng dụng Kero Connection để mà quản trị cái firmware cho cái hệ thống mạng. Như vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái Kero Connect. Như vậy tôi đang sử dụng cái phiên bản là 9.3.3. Các bạn có thể lên mạng, các bạn search cái file này. Và khi các bạn tải, các bạn có thể tải trên cái Kero cũng được, hoặc là các bạn tải qua một cái trang web khác cũng được. Đấy. Như vậy thì các bạn tải về. Free download. Như vậy khi chúng ta tải về thì chúng ta sẽ có cái đây, cái file của nó tương đối nhẹ, 241 MB. Thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt và quản trị nó. Chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng cái bộ máy ảo. Chúng ta sẽ bắt đầu tạo một cái máy ảo. Như vậy thì bản thân cái Kero là nó chạy trên cái nền Linux, cho nên là khi chúng ta tạo máy ảo thì các bạn chọn cho thầy là tạo máy ảo, chọn cái kiểu là sử dụng cái hệ điều hành sau mình chọn. Như vậy các bạn chọn Linux và các bạn chọn là Linux 3.x Ken 64. Rồi, bạn sẽ tạo ở bất kỳ đâu ha. Mình sẽ lưu ở một cái thư mục bất kỳ. Như vậy thầy lưu ở user QB. Số nhân. RAM thì nó để là có 768, bởi vì Linux nó chạy rất nhẹ. Thầy cho nó lên khoảng 1 GB đi. Với cái card mạng này thì các bạn biết rồi, máy firmware giả sử là chúng ta xem cái mô hình firmware cho doanh nghiệp. Đấy. Như vậy đa số các bạn thấy là nó có những cái mô hình rất là đặc trưng. Đó, mô hình rất là đặc trưng. Mô hình firmware các bạn thấy là nó có cái vùng DMZ nữa nè, là cái vùng an toàn đấy. Rồi những cái mô hình cơ bản là nó có hai nhánh mạng thôi. Đa số là người ta vẽ mô hình ba nhánh hết. Người 322 thì nó cũng giống nhau thôi. Ok, ví dụ ở đây từ Internet đi vào thông qua firmware và thông qua cái router để chúng ta vào cái hệ thống mạng bên trong. Như vậy thì cái firmware bản thân nó phải có hai card mạng, một card chúng ta nối ra ngoài, một card chúng ta nối với lại hệ thống mạng bên trong. Như vậy chúng ta đang sử dụng hệ thống máy ảo thì cái card mà nối ra ngoài này nè, chúng ta để ở dạng brick hoặc là NAT. Thầy chọn brick. Và cái card mà nối vô bên trong chúng ta để là hot only, là VNX1. Yeah. Như vậy thì đây là cái mô hình mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều ở trong cái bài tập của mình. Như vậy thầy sẽ xin cái hình và lưu cái này xuống đây. Quay trở lại với lại cái máy ảo của mình thì các bạn chọn brick cho thầy. Ở đây net. Rồi, tạo máy ảo khoảng 40 GB. Thực ra 8 GB cũng đủ, nhưng mà mình cứ tạo 40 GB. Nhiều khi mình cần cài thêm cái gì thì các bạn có dung lượng để các bạn cài. Cái card chúng ta mới add một cái thôi, thì chúng ta sẽ add một cái nữa. Add một cái nữa. Và cái mới này thầy chọn là hot only. Hot only. Ha, nó để là NAT. Chúng ta chọn hot only. Và cái tiếp theo chúng ta dùng cái file ISO mà lúc nãy chúng ta tải về. Ở đâu nhỉ? Ở đây. Ở trong ổ D máy ảo. Như vậy cái file ISO chúng ta sẽ tìm đến ở trong ổ D máy ảo. Ok, như vậy là xong, hot only. Rồi và chúng ta mở máy lên để chạy. Và các bạn nhớ rằng là trong cái mô hình này nè, trong cái mô hình này
thì cái firmware của chúng ta nó chạy ở trên giao diện của Linux, và chúng ta cứ tưởng tượng giống như là nó một cái firmware của Cisco vậy. Nó chạy nhưng mà nó không có cái giao diện. Chúng ta muốn cấu hình chúng ta phải mượn một cái máy khác thì chúng ta cấu hình. Như vậy cái này nó tăng cái độ bảo mật, tăng độ bảo mật của chúng ta lên. Như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu cài. Boot lên. Máy boot. Rồi, chúng ta chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Enter. Continue. Ở đây chúng ta sẽ nhấn F8 để mà đồng ý với lại cái bản quyền. Bản quyền ở trong này các bạn cố gắng đọc nhé. Bản quyền của bên Carrier giới thiệu về cái ứng dụng mà chúng ta đang cài, cái hệ điều hành thì chúng ta đang cài. Như vậy các bạn chọn F8 để đồng ý với lại cái bản quyền đó. Và trong này nó nói là để mà đọc và xác nhận là bạn đã đọc xong thì bạn hãy nhấn cái số là 135 vào đây. Enter để tiếp tục. Và quá trình cài đặt. Như vậy thì cái này nó cài rất là đơn giản. Nếu như các bạn sử dụng cái phần mềm Acer thì các bạn phải chạy một cái máy Windows Server. Sau đó bạn phải cài cái phần mềm Acer cũng tương đối nặng. Còn nếu như các bạn cài Carrier thì nhẹ lắm, có 200 mấy MB. Và nó rất nhẹ, và như vậy là nó đã cài xong rồi. Tôi nói chưa hết câu là nó đã cài xong rồi. Chúng ta sẽ khởi động lại tí xíu. Các bạn đợi tí nhé. Nói chung là Carrier nó chạy rất nhanh, cho nên các bạn cũng không ngại gì hết. Rồi, quá trình setup Carrier Control đã bắt đầu và nó đang đi tìm cái địa chỉ IP. Như vậy cái địa chỉ IP này ở đâu ra? Địa chỉ IP 192.168.157.128. Thì cái địa chỉ này là do lúc nãy chúng ta xài cái xài cái kẹt mạng hot only đó các bạn. Kẹt mạng hot only. Đây thì nó sử dụng cái DHCP nè, 192.168.157. Nếu bạn muốn sử dụng IP tỉnh cũng được. Tí nữa vô trong bạn sẽ đổi lại. Bạn sử dụng nó thành IP tỉnh và cái hệ thống mạng bên trong của bạn là IP tỉnh thôi. Không có gì phải ngại cả. Vậy giờ thầy sử dụng cái IP đọc 192.168.157.128. Và cái cổng nó giao tiếp là 4081. Như vậy chúng ta sử dụng cái địa chỉ này để chúng ta vào, chúng ta cấu hình cho cái Carrier. Như vậy ở bên trong này chúng ta có gì? F8 là để thay đổi ngôn ngữ, Enter là để truy cập vào bên trong. Như vậy thì bên trong này nó sẽ có ví dụ như là Network Config. Thì trong này nó có là 1 là 10.10.10.116. Cái 10.10 này ở đâu đây? Là cái lúc nãy chúng ta đặt cái kẹt mạng này là bridge, cho nên nó tự động nó lấy địa chỉ từ bên ngoài. Đây cái địa chỉ mà thầy đang lấy. Cái địa chỉ IP mà thầy đang sử dụng ở đây. Một cái địa chỉ IP nữa, 10.10.10.115. Như vậy thì cái máy ảo nó dùng bridge, nó đang lấy IP theo cái wifi, theo cái wifi là 10.10. Như vậy thì chúng ta thấy là
địa chỉ của nó, một cái mà nó để là one là 10.10, một cái là Ethernet là 192.168.1.5.7.1.2.8. Vậy tí nữa chúng ta có thể là muốn thiết lập IP tỉnh cũng được ha, mình có thể thiết lập ở đây, hoặc là các bạn cài đặt xong rồi các bạn thiết lập sau cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Như vậy mặc định chúng ta cứ để cái địa chỉ như thế. Và vào đâu để cấu hình, vào đâu để gõ cái địa chỉ này mà cấu hình. Như vậy thì chúng ta đang xài máy ảo thì chúng ta có thể sử dụng chính cái giao diện trình duyệt web của máy thực bên ngoài để chúng ta cấu hình. Còn nếu như mà các bạn làm trên máy thực á, ví dụ cái máy này là cái máy thực bạn đang cài Kerio, thì cái máy này bạn thiết lập cho nó địa chỉ IP tỉnh là bao nhiêu, thì cái máy thực bên cạnh, cái máy thực bên cạnh bạn đặt địa chỉ IP cùng lớp mạng với nó, và các bạn vào gõ đúng cái địa chỉ này vào là các bạn cấu hình được. Ok, như vậy thì thầy sử dụng cái máy thực này để cấu hình luôn. HTTPS 2 chấm xịt xịt 192 168 130, bây giờ của mình là 128 2.4081 xịt admin. Tại vì cái này mình chạy cái trang web mà nó có cái HTTPS cho nên là Chrome nó khuyến nghị là cái trang web này không có được tin tưởng lắm. Thì mình có vào không? Mình chọn event và các bạn chọn cái này, tức là không có bảo vệ, để mình vào bởi vì mình biết là mình đang làm gì. Khi các bạn vào đây rồi thì các bạn sẽ bắt đầu cài đặt cái Kerio control. Này chúng ta chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Thì trong này nó có rất là nhiều ngôn ngữ mà hình như là người ta chưa Việt hóa. Mà thực ra các bạn làm tin học thì cố gắng chúng ta xài ngôn ngữ tiếng Anh. Cái gì không biết thì chúng ta dịch. Chứ còn nếu mà các bạn chuyển sang tiếng Việt một cái là gần như mù màu luôn. Không biết gì. Bởi vì có nhiều cái ngôn ngữ mà chúng ta không thể dịch qua tiếng Việt được. Dịch là không hiểu. Rồi, sau khi mà cài như thế thì các bạn sẽ chọn giờ là Bangkok, Hà Nội. À, ngày, giờ để chính xác so với lại cái giờ của chúng ta. Rồi, đến đây. À, các bạn có mua bản quyền không? Nếu có thì các bạn chọn license. Còn nếu không thì chúng ta chọn 30 ngày. Chúng ta test xong, nếu mà lỗi thì chúng ta lại cài. Dùng trial. Vậy chúng ta gõ cái gì vô đây? Enter your trial license number. Như vậy thì bạn sẽ có một cái email với lại cái license dùng thử, cái số license dùng thử send cho cái email của mình. Bạn có thể lấy cái license trial đó. Còn bản thân thầy đã lấy trước đó rồi. Đây. Như vậy làm sao để các bạn có được cái này? À, rất đơn giản. Các bạn vào cái trang web của Carrier. Bạn gõ vô là nó nhảy vô đây. Bạn chọn product download. Ok, nó nói là bạn cố dùng thử trong 30 ngày. Dùng thử trong 30 ngày và cái chúng ta đang cần là Carrier control. Try 3, 4, 30 today. À, thì đây. Như vậy bạn sẽ cho email, bạn sẽ cho first name, last name, ví dụ như Bình Trần. Continue company telephone. Ok, bạn đồng ý và bạn sẽ start my free trial. Thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái phiên bản trial như thế này. Copy và qua đây chúng ta sẽ dán cái này ra và chúng ta gõ cái này n x 2 5 e q
Ok, net. Rồi, chúng ta đã cài đặt xong cái bảng trio, đặt mật khẩu cho admin. Các bạn tùy đặt cho nó phức tạp, cho nó an toàn. Còn mình đang học cho nên mình đặt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Xong rồi. Như vậy là bạn đã cài đặt hoàn thành cái việc mà cấu hình cho cái Creo Control. Và bây giờ mình bấm cái nút Finish để mình kết thúc cái quá trình cài đặt. Như vậy ở đây nó sẽ yêu cầu mình là đăng nhập vào cái trang web của Creo để mà quản lý nhiều hơn, để mà tham khảo nhiều cái chức năng của nó hơn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay trở lại cái firmware của mình trước. Mình sẽ là HTTP 192.168.128 admin. Và mình gõ vô đây là user admin password 123456. Đợi tí. Ồ, vào đây rồi. Như vậy thì trong phần này các bạn đã vào được cái giao diện quản trị cái server này nhé. Giao diện là trên máy thực, nhưng thực chất là chúng ta đang quản trị cái server này đấy. À, nó nói là Creo Control is running on this computer, tức là chúng ta đã hoạt động rồi. Chúng ta đã hoạt động rồi. Như vậy để thay đổi thì chúng ta vào cái đường dẫn này. Như vậy nó khác hơn cái giao diện lúc nãy tí xíu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem có gì đây. Hai cái cạc mạng của chúng ta đây, 10 ha, 10 là cái cạc mạng nó để là WAN, là cái cạc này nối ra ngoài, và cái internet à, đó, ethernet là 192.168.157. Như vậy ở chỗ này chúng ta có thể thay đổi chỗ này, thay vì là chọn automatic thì chúng ta có thể chọn enable. Ở đây chúng ta sẽ thiết lập cái cho nó là manually, cho bạn đặt lại cái địa chỉ mà các bạn muốn. Các bạn đặt lại cái địa chỉ mà các bạn muốn. Như vậy thì thầy vẫn để ở đây. Rồi, trong cái trên fix thì rất là hay, cái thằng Creo khi mà chúng ta cài xong nó đã cho chúng ta những cái trên fix rất là cơ bản, trong đó có VPN, có web service, có NAT luôn, và có local trên fix để cho các cái máy nội bộ có thể là giao tiếp được với nhau. Firewall trên fix, Good trên fix. Như vậy thì để mà tìm hiểu được tất cả những cái này thì chúng ta sẽ theo dõi cái bài sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ test thử với một cái máy ảo khác để chúng ta vào cái một trang web. Như vậy thì chúng ta xem là với cái máy ảo này chúng ta đang cấu hình cho nó là hot only, tức là không thể ra mạng được nhé. Nếu bình thường một mình nó là nó không ra được. Như vậy chúng ta sẽ xem cấu hình IP lại cho nó tí xíu. Này, cấu hình IP cho nó. Như vậy thì IP cho nó thầy đã cấu hình là gì? Thầy đã cấu hình là 192.168.157. Tại vì nếu mà để IP động đó thì nó không nhận được cái địa chỉ default gateway. Cho nên là thầy phải để là IP tĩnh. Ha, 123, 124, 125 gì tùy. Và cái default gateway là gì? Là cái địa chỉ của cái máy firmware mà chúng ta cài Creo. À, cái DNS, bởi vì chúng ta chưa có dựng cái DNS thì chúng ta dùng cái DNS của Google cũng được. Ok, như vậy chúng ta đã cấu hình xong cái địa chỉ IP. Bây giờ chúng ta sẽ vào thử xem là với một cái trang web bất kỳ thì nó có vào được hay không. Ở đây là thầy đang vào cái trang web là VN Express, hình như nó vào được nè. Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất. Đấy, như vậy các bạn thấy là với một cái máy làm firmware và nó có dung lượng rất nhỏ, có khoảng cỡ 250 MB thôi,
mà chúng ta đã cài đặt và cấu hình xong, đã dựng được một cái firmware để sau này các bạn có thể là nó dựng được một cái firmware. Vậy các bạn sẽ có thể là vào được cái web, trước tiên là chúng ta đã cấu hình được cho cái máy ở bên trong ra mạng được thông qua cái máy firmware của chúng ta. Như vậy các bạn thấy là cái Linux của chúng ta ở đây, nếu mà giao diện thì chẳng có gì hết trơn. Bạn muốn cấu hình là bạn phải thông qua một cái máy khác. Đây, một cái máy khác. Bạn vào cái địa chỉ của nó, HTTP. Đó, rồi bắt đầu bạn sẽ tìm hiểu, bạn thay đổi, bạn cấu hình tất cả những cái rule để mà quản trị cái firmware của chúng ta. Hy vọng các bạn sẽ hoàn thành tốt cái bài tập này. Với bài tập sau thì sẽ giải thích rõ từng cái rule và chúng ta sẽ tạo app những cái rule liên quan đến firmware để chúng ta quản trị cái hệ thống mạng của chúng ta tốt hơn. Chúc các bạn thành công.